Xin chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây đầu tiên của năm mới 2020. Chúng ta vừa bước sang năm mới 2020 chỉ vài giờ đồng hồ. Chúng tôi tin rằng những dư vị ấm áp vui vẻ của các hoạt động đón mừng năm mới đêm qua vẫn còn đọng lại trong lòng quý vị. Trong buổi sáng đầu năm này thì 60 giây sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Không khí chào đón năm mới 2020 tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều thành phố khác trên cả nước. Kể từ ngày 1 tháng 1, luật phòng chống tác hại của rượu bia sẽ chính thức có hiệu lực pháp lý. Công an điều tra vụ phá hoại vườn mai gây thiệt hại ước lên đến gần 1 tỷ đồng tại Bình Dương. Thưa quý vị, vào thời khắc giao thoa giữa năm 2019-2020, người dân ở nhiều tỉnh thành trên cả nước đã hòa cùng lễ hội đón năm mới, cùng nhau chiêm ngưỡng những màn bắn pháo hoa đầy ấn tượng. Và tại thành phố Hồ Chí Minh, trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, hàng chục ngàn người và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng đã cùng nhau tham dự lễ hội ánh sáng Countdown năm 2020 đón chào thập kỷ mới. Ngay từ rất sớm, rất đông người dân đã cùng nhau đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để tham dự lễ hội ánh sáng Countdown 2020 cũng như thưởng thức màn bắn pháo hoa đặc sắc đón chào năm mới. Tại đây, hàng loạt các nghệ sĩ nổi tiếng như Sơn Tùng MTP, Vũ Cát Tường, Trọng Hiếu, MC Trấn Thành đã mang đến các tiết mục nghệ thuật ấn tượng, đưa khán giả hòa mình vào thế giới âm nhạc sôi động trước khi cùng nhau đếm ngược để chào đón năm mới với những nguyện ước mới. Chúc tất cả các bạn đều có sức khỏe tốt, đạt được thành công trong cuộc sống, cũng như là có người yêu chẳng hạn. Chúc khán giả Sim Đài sẽ có một năm 2020 thật là vui vẻ, gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Năm nay, ngoài khu vực đường hầm vượt sông Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh còn tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao tại tòa nhà Landmark 81 và bắn pháo hoa tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen. Trong khi đó, tại Hà Nội thì người dân thủ đô và du khách đã được sống trong một bầu không khí ngập tràn âm nhạc, tận hưởng khoảnh khắc đếm ngược đáng nhớ với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc chào năm mới 2020. Xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm có rất đông người dân và du khách hân hoan đón chào năm mới, thập kỷ mới. Mỗi người một cảm xúc khác nhau nhưng đều có chung một niềm hy vọng vào năm mới với những vận hội mới. Mình chỉ mong là mình và gia đình mình sẽ có nhiều sức khỏe. Mình mong là cuộc sống thì nó đầy đủ hơn nè, có con cái khỏe mạnh, nói chung là công việc thì phát đạt. Trong tiết trời se lạnh cùng những cơn mưa nặng hạt, thế nhưng đông đảo người dân và du khách tại Đà Nẵng vẫn tập trung tại khu vực gần cầu Rồng để cùng nhau chào đón năm mới 2020. Tôi yêu Việt Nam và tôi chúc mọi người một năm mới thật vui vẻ và nhiều niềm vui. Lễ Tết cũng chính là dịp để chúng ta họp mặt gia đình, bạn bè và uống một vài ly bia hay rượu là chuyện bình thường. Nhưng quý vị lưu ý nha, kể từ ngày hôm nay, ngày 1 tháng 1 năm 2020, thì luật phòng chống tác hại của rượu bia sẽ chính thức có hiệu lực pháp lý. Điểm mới trong luật này là còn cấm cả việc lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu bia. Nhiều người đặt ra câu hỏi làm sao để chứng minh được hành vi xúi giục người khác uống rượu bia và liệu điều luật này có khả thi hay không? Theo đó, 4 hành vi bị cấm gồm xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu bia, nhưng chứng minh điều này lại không hề đơn giản. Để xác định khá khó, bởi vì là nếu để xác định là ép buộc hay không ấy, là tùy người ta cảm giác thế nào, phản kháng hay không. Trong khi đó, uống rượu bia mỗi khi gặp gỡ, giao lưu hoặc ngày lễ Tết dường như được coi là thói quen của nhiều người. Đó là một thứ văn hóa, mà cái văn hóa, cái thói quen văn hóa trở thành một cái tập tục đó, chắc chắn là cái gì đó rất khó từ bỏ. Cho đến hiện nay, luật phòng chống tác hại của rượu bia lại vẫn chưa có văn bản hướng dẫn thi hành. Những hành vi cụ thể nào, thiệt hại đến mức độ thế nào do cái hành vi mà mời và ép uống bia rượu thì cái đó này còn phải đang chờ một cái khoảng trống, đó là chờ các cái nghị định của chính phủ, các cái thông tư của các cái bộ ban ngành có liên quan. Phải nói rằng, luật phòng chống tác hại của rượu bia là điều luật hết sức cần thiết. Tuy nhiên, để luật đi vào cuộc sống, ngoài điều luật và chế tài cụ thể, còn phải phụ thuộc vào ý thức của mỗi chúng ta. Thưa quý vị, từ 15 giờ chiều hôm qua 31 tháng 12, mỗi lít xăng đã tăng hơn 100 đồng, trong khi các mặt hàng dầu cũng tăng trên 500 đồng.
Theo thông báo từ Liên Bộ Công Thương Tài chính, trong kỳ điều hành cuối cùng năm 2019, giá xăng dầu trong nước đều tăng giá. Cụ thể, mỗi lít xăng RON 95 tăng 104 đồng, xăng E5 RON 92 tăng 152 đồng. Sau điều chỉnh, xăng E5 RON 92 lên tối đa 19.881 đồng một lít, xăng RON 95 không quá 20.990 đồng một lít, dầu hỏa 15.585 đồng một lít, diesel là 16.591 đồng một lít và mazut không quá 11.920 đồng một ký. Như vậy, trong 25 kỳ tính giá trước đó, giá xăng đã trải qua 10 lần tăng, 11 lần giảm và 4 lần giữ nguyên. Tổng cộng, giá xăng tăng thêm 3.611 đồng một lít so với thời điểm đầu năm 2019. Đến với Đà Lạt trong dịp lễ này thì nhiều du khách đã ghé thăm một không gian trưng bày đồ cổ Chăm rất đặc biệt. Chủ nhân của bộ sưu tập quý giá này là ông Thái Hùng Lâm. Sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt, nhưng ông lại có duyên với đồ cổ Chăm từ khi 22 tuổi và niềm yêu thích ấy cũng cùng ông bước sang tuổi 60. Trong không gian rộng chừng 30 mét vuông của căn nhà gỗ nhỏ nằm trên đường Xuân An, thành phố Đà Lạt, chính là nơi lưu giữ trên 1.000 món cổ vật Chăm được ông Thái Hùng Lâm sưu tầm và cất giữ. Chiếc chóe hình con rồng nằm ngửa này được người Chăm dùng để cầu mưa thuận gió hòa, vụ mùa tươi tốt. Trong số này có khoảng 100 cổ vật có kích thước cao 1 mét, đường kính hơn 60cm, rất có giá trị về mặt thời gian và niên đại. Nó đơn giản, nó mộc mạc thôi, nó không cầu kỳ nhưng mà nó lại làm cho mình thích. Có những món đồ tôi phải đi 4 tỉnh để tôi mới đem nó về được. Ông Lâm đã được Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam tặng bằng khen vì đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển nghiên cứu sưu tập cổ vật giai đoạn 1993-2013. Muốn rằng là địa phương tạo một cái sân chơi và đưa những cái món đồ người ta đưa ra trưng bày thì người ta cảm thấy người ta được đền đáp về tinh thần. Hiện ông Lâm đã cho Trung tâm Bảo tồn Văn hóa Chăm mượn 300 cổ vật để trưng bày. Ngay sau đây trong mảng an ninh trật tự. Công an bắt đối tượng dùng vàng giả thế chấp lừa đảo chiếm đoạt tiền. Phát hiện kho chứa lượng hàng hóa lớn, không có hóa đơn chứng từ. Công an huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang điều tra một vụ phá hoại tài sản gây thiệt hại ước lên đến gần 1 tỷ đồng. Một vườn mai ở xã An Tây bị phá nát, cưa gãy đứt thân, cành. Những gốc mai này đang chuẩn bị đưa ra thị trường phục vụ Tết. Chủ vườn mai là ông Bùi Đức Dũng, 40 tuổi, kể lại, sáng hôm qua khi đi thăm vườn mai, ông phát hiện nhiều cành mai gãy bất thường. Người làm vườn xác nhận không tỉa cành mai. Qua kiểm tra, có 220 gốc mai bị kẻ xấu dùng cưa cắt đứt cành. Nhiều cây bị cắt đứt ngọn hoặc cưa đứt 2/3 thân cây mai. Số cây mai này đang được chuẩn bị tuốt lá phục vụ Tết, ước tính thiệt hại hơn 800 triệu đồng. Công an thị xã Bến Cát đang truy xét đối tượng gây ra vụ phá hoại. Hôm qua, Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Thị Hường, 48 tuổi, ngụ ấp Thị, xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vào sáng ngày 30 tháng 12, tại quán cà phê ở thị trấn Bến Cầu, bà Đặng Thị Hường dùng vàng giả thế chấp cho bà Tê, ngụ xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, lấy số tiền 10 triệu đồng. Vừa nhận tiền xong thì bà Hường bị công an bắt quả tang. Tang vật thu giữ gồm một lắc tay trọng lượng 4,56 chỉ là vàng giả, 10 triệu đồng, một điện thoại di động. Tại cơ quan điều tra, Hường khai nhận bản thân không có nghề nghiệp, đến khu vực biên giới sống được vài tháng. Hường mua lắc tay vàng giả ở thành phố Hồ Chí Minh rồi thông qua giới thiệu hẹn bà T đến quán nước giao dịch thế chấp. Trước đó, Hường đã thực hiện trót lọt hai vụ lừa đảo khác ở huyện Bến Cầu, chiếm đoạt 40 triệu đồng. Lực lượng quản lý thị trường Bình Phước cho biết vừa tiến hành kiểm tra một xe ô tô khách có dấu hiệu nghi vấn thu giữ 270 kg thịt gà đông lạnh không rõ nguồn gốc được ngụy trang trên xe. Thời điểm kiểm tra, xe khách đang lưu thông trên đường DT741 đoạn qua địa phận xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. 270 kg thịt gà đông lạnh chứa trong 18 thùng cát tông được ngụy trang chung trong gầm chứa hành lý và các hàng hóa khác. Toàn bộ số hàng trên không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tài xế xe khách khai nhận mua số hàng trên từ thành phố Hồ Chí Minh vận chuyển về tỉnh Đắk Nông tiêu thụ. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm, tịch thu toàn bộ tang vật để tổ chức tiêu hủy theo quy định của pháp luật. Ngày 31 tháng 12, Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện một kho chứa lượng hàng hóa lớn, không có hóa đơn chứng từ. Kho hàng này đóng ở quận Liên Chiểu, bên trong chứa hơn 2 tấn giày dép.
Qua kiểm tra vào lúc 15 giờ, đội cảnh sát kinh tế công an quận Liên Chiểu đã tiến hành kiểm tra kho hàng tại ngôi nhà số 98 đường Nguyễn Đỗ Cung, phường Hòa Minh. Ngay thời điểm kiểm tra, tại kho hàng có khoảng 2,2 tấn giày dép các loại, nhưng chủ cơ sở lại không xuất trình được bất cứ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc cũng như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh loại hàng hóa này. Hiện công an đã lập biên bản niêm phong toàn bộ số hàng trên để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Chiều và tối hôm qua liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ben và xe máy. Một vụ xảy ra trên địa bàn quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, vụ khác ở Biên Hòa, Đồng Nai. Hơn 21 giờ, xe ben biển số 51C26563 chạy trên đường nhánh dưới chân cầu An Lập, hướng từ khu dân cư ra quốc lộ 1. Khi đến trước nhà số 1126, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thì xe ra va chạm với xe máy bản số 95B149028 do một nam thanh niên chưa rõ danh tính cầm lái, chạy hướng ngược lại. Hậu quả nạn nhân ngã ra đường và bị bánh xe ben cán lên người tử vong tại chỗ. Công an quận Bình Tân đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn. Trước đó khoảng 16 giờ chiều qua, xe ben mang biển kiểm soát 60C42327 chưa rõ tài xế điều khiển lưu thông từ đường Bùi Hữu Nghĩa hướng từ Biên Hòa đi Tân Uyên, Bình Dương. Khi đến vòng xoay cầu Hóa An, xe ben xảy ra va chạm với một xe máy do ông Trương Văn Phát, 44 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa điều khiển. Cú va chạm khiến ông Phát té xuống đường, bị xe ben cán tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, tài xế xe ben đã rời khỏi hiện trường. Cũng vào chiều qua, trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, cũng xảy ra tai nạn chết người. Khoảng hơn 16 giờ, người đàn ông chưa rõ tên tuổi điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 59H155374 đang lưu thông trên quốc lộ 1A. Khi vừa qua cổng khu công nghiệp Tân Hương thì va vào dải phân cách cứng. Người đàn ông bị té xuống đường được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Qua kiểm tra, bên trong cốp xe của nạn nhân có một thẻ visa mang tên Âu Phúc Thiên và giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Kim Hồng Nhung, sinh năm 1990, ngụ xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Chương trình 60 giây cũng xin phép được khép lại tại đây. Kính chúc quý vị có một ngày nghỉ lễ thật vui, một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.